Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tách khuôn là một phân khuôn cho một cái sản phẩm có tính chất đối xứng, và tôi sẽ nói luôn về cách mình sẽ import parametric để mình tiết kiệm thời gian khi mình cắt cái cục slice và các cái core cavity. Thì tôi dùng cái file là connector trong cái thư mục là số 4 và thư file connector. Mình dùng là hai lòng khuôn nha các bạn. Thì ở đây tạm thời tôi để cái layout của nó các bạn là 120 nha, cái gì mình điều chỉnh sau cũng được. Và mình load cái sản phẩm mình vào connector. Tôi để được lúc là 3% mặc định luôn. Và ở đây tôi không tạo một phân khuôn, tại tôi sẽ nói sau nhé. Tôi đưa vào đây, các bạn thấy nè là nó rất là to. Thì bây giờ mình sẽ dời, thay vì cái usage nằm đây, mình sẽ đưa nó về usage của mặc định của sản phẩm luôn, bằng cách làm edit work usage. Mình chỉ việc tích vào cái usage sản phẩm và nó dịch chuyển về. Bạn thấy là nếu nó xa quá, các bạn có thể là điều chỉnh lại cái usage ha, cái layout của mình. Đây tôi để là 100 thôi. Rồi các bạn nhìn sản phẩm mà thấy rằng cái sản phẩm này nè, nó đối xứng hai chiều, tức là các bạn xoay trước sau hoặc xoay trái phải nó giống hệt nhau. Trên ở đây á là tôi sẽ, thay vì tôi dùng một chiếc cái cách làm trước giờ mình hay làm á, là mình sẽ xoay cái usage 180 độ, thì tôi hay là gì, tôi đối xứng luôn. Thì bây giờ trước tiên á, tôi khoan làm chuyện đó nha. Tôi tách khuôn bình thường đi, rồi tôi sẽ nói các bạn cái sự khác nhau và giống nhau về cái hình dạng bên ngoài và cái bản chất bên trong như thế nào để mình làm cho đúng. Ở đây tôi cứ width split bình thường đi nha, new direction nè, cavity phía trên này đi kiếm xong anh phía dưới này co đi xuống dưới đi kiếm, đồng ý. Rồi tiếp tục cái anh mà mở phía tay phải của mình chính là cái anh này, chọn trước một anh làm vốn tên là slide đi kiếm, đồng ý. Tiếp theo là cái anh mở theo hướng y của mình đi ra đây nha, rồi chọn anh làm vốn trước cũng đi kiếm mà mình đồng ý. Rồi các bạn thấy ở đây nè, những anh này là nên thuộc về cái khuôn đực của mình đúng không, nằm phía dưới mà, các bạn chọn nó, các bạn gán ở đây luôn. Rồi đồng ý. Bây giờ tôi sẽ dùng chức năng là mirror nha các bạn. Tôi muốn giới thiệu cái chức năng mirror trong module assembly. Thì các bạn vào assembly, các bạn chọn là assembly mirror. Các bạn chọn anh này, nút giữa chuột. Các bạn chọn cái mặt phẳng để mirror là anh này. Và các bạn dùng chức năng là position mirror symmetrical part. Rồi các bạn đồng ý. Thì các bạn thấy nè, nhìn nó không khác gì đúng không, hai anh giống hệt nhau. Và thật sự là gì các bạn, hai này là một nè, à, nó là một đấy. Rồi bây giờ tôi thấy là cái chỗ này nè, mình muốn kéo anh này phía trước một nửa về phía sau thì mình phải làm sao đây? Mình phải tạo cái mặt phân khuôn để mình split ra trước rồi mình đẩy nó về hai phía. Đây, đây các bạn chọn chức năng là add cái mặt tinh. Ok, rồi ở đây trên cái sản phẩm, trên mặt tinh này các bạn vẽ cho tôi một cái đường line ha. Rồi các bạn composite cơ để các bạn bao nó lại. Tương tự như vậy, qua đây các bạn cũng làm ở composite cơ. Bao nó lại. Và cuối cùng các bạn cũng phải vẽ thêm một cái nữa nha. Ở đây thì cái mặt phân khuôn của mình phải vẽ thêm ở giữa nữa các bạn. Mặt phân khuôn mình chưa có cái slot. Ở đây các bạn thấy là mặt phân của mình chưa có mặt phẳng trình chuẩn nè, các bạn nên tạo trước luôn cũng được. Các bạn đặt nó ở đây ha. Bạn lại luôn. Rồi sau đó các bạn chia nha. Anh làm tôi không thể, tôi tắt được gì hết nhé. Đừng nhầm nè. Tôi split
cái anh này và anh phía trên bằng cái anh này và anh này. Rồi sau đó tôi mới đưa nó cái anh phía sau á về một hướng mặt khuôn mới nữa, thì tôi vô cái phần là width new direction nè, tôi chọn là cái anh là slide đúng không? Và lúc này cái mặt do nó đã chọn rồi các bạn, nó thuộc về cái phần khuôn này, phía này nè, chứ các bạn phải chọn chức năng này thì họ mới chọn nó được. Còn chọn anh này nha, với anh này, và mình đưa nó về cái hướng là y mà hướng vào trong, đúng rồi, mình đồng ý luôn. Thì tới lúc này các bạn, nó phát sinh vấn đề nè, các bạn thấy đây, do mình chọn cái chức năng á là copy mà symmetrical part và sản phẩm mình á, thì nó đối xứng hai chiều, cho nên là nó hoàn toàn giống cái việc là mình xoay thiết kế 180 độ. Cho nên các bạn thấy nè, anh này á là cái màu xanh hướng ra, thì ngược lại cái anh kia á xanh hướng vô, cái anh màu tím này hướng ra, anh tím này hướng vô. Thì cái việc đó dẫn tới tình huống là gì các bạn? Nếu như các bạn tạo một phân khuôn cho từng sản phẩm thì không sao hết, nhưng mà ở đây tôi muốn cái gì, cái hai cái slide nó gần nhau quá, tôi muốn tạo một cái slide chung cho cả anh này với anh này. Và nếu làm như vậy á thì khi mình kéo các bạn, anh này nè mình kéo ra thì cái slide bên đây lại kéo vô, hai hướng nó ngược nhau, nó sẽ rất là khó làm. Cho nên trong tình huống sản phẩm mà đối xứng hai hướng ha, và các bạn muốn xài cái lợi dụng cái chức đối xứng đó đó, thì các bạn không xài chức năng được, mà các bạn phải đưa nó về là đối xứng hoàn toàn luôn. Tức là lúc này hai cái file này nè nó sẽ khác nhau. Thì làm như thế nào? Bây giờ lỡ là mình đã làm tính chất là xoay nhau 80 độ rồi, thì nếu như các bạn muốn đưa nó về dạng đối xứng theo trên cái mặt phẳng là ZY này á, thì các bạn phải sửa lại bằng cách nè. Các bạn nhớ là hồi nãy khi mình mirror á là mình dùng trong công cụ là assembly mirror, cho nên tất cả những cái phần tử đó nó thuộc assembly. Và cái đoạn assembly lên trước và nó có cái phần là copy operation nè. Các bạn nút phải chuột, các bạn edit nó. Mình đang dùng chỉ là position mirror symmetry part, tức là một chi tiết xài hai lần, chẳng qua nó khác cái góc xoay thôi. Mình chuyển về cái chế độ là position mirror symmetry catalog part, thì tự nhiên đang màu là màu xanh, anh chuyển thành cái màu tím, và bạn thấy nè, nó sẽ tự động tạo ra một cái file mới nữa tên là connector work mirror. Anh này là anh gốc nè, cái anh thứ hai sau khi mirror xong thì là cái anh này, và nó tạo ra hai file khác nhau. Các bạn thấy cái file này á, nó có cái phần tử là split nè, anh này là gì đây, anh ôm cục như vậy thôi. Đó là cái sự khác nhau, và các bạn biết rằng là gì, khi nào mình xài anh nào ha. Ở đây nếu như tình huống là tôi tạo một phân khuôn riêng cho anh bên trái, riêng bên phải á, thì cái việc là nó chạy hướng nào không quan trọng, nhưng mà do tôi muốn tạo cái phân khuôn chung cho cái slide cho nên tôi dùng cách này. Rồi bây giờ thì tiếp tục mình tạo cái mặt phân khuôn nha các bạn. Các bạn kích hoạt lại anh này nè, các bạn thấy là nếu như mình hiểu rõ về cái vấn đề á thì mình làm nó rất là chắc tay, chứ không phải là hên xui nha, không có chuyện hên xui ở đây. Bây giờ mình ra một phân khuôn sketch anh này, từ đây đi ra, đi lên, đi qua dimension này cho 50, anh này 20, từ đây đến đây là 42, và tôi revolve nhờ anh này. Rồi tiếp theo tôi lại whip, tôi composite curve với anh này nha. Như là 20 thôi, tôi mirror cũng được, mà để ít tôi làm biết, tôi sweep là thứ hai luôn cũng được, các bạn không cần phải mirror đâu. Rồi tôi tạo một cái mặt phẳng song song với anh này và đi qua cái điểm này để tạo phân khuôn chung, tôi ghép lại các bạn, tôi sketch ra. Như tôi cho anh này là cao 80, anh này là 230, 230 lớn các bạn, tôi cho dù như 200 thôi. À, thế này, tôi ghép cái slide thế này, tôi new extrude luôn.
lên 50. Xong tôi thấy tôi chọn mà tôi remove nè. Còn để cũng được không sao cả. À, tôi trim à, trim anh này bằng anh này, trim anh này bằng anh này. Sao tôi mệt nó lại. Ở đây các bạn stick cũng được, merge cũng được, khác nhau. Tôi dùng merge tại vì sao? Tại vì nếu trong tình huống mà dùng được solid á, thì nên dùng công cụ của solid, tại vì nó sẽ không có dùng sai, nó tuyệt đối chính xác, nó không có vụ mà dùng sai bao nhiêu cho nó hở nó kín gì hết các bạn. Rồi, tới đây các bạn có quyền làm mirror của anh kia ha. Mirror anh này qua đây tương tự như vậy, tôi mirror anh này ở bên kia. Ủa sao này copy mirror mà sao nó này copy mirror sai cái mặt đó các bạn, nó không chịu nè. Rồi cuối cùng là các bạn phải tạo phân khuôn chính, cái mặt to bự nhất ở giữa đó các bạn. Nhưng mà trước đó các bạn thấy là để tạo nhanh như vậy thì các bạn nên là tạo composite curve trước. Và ở đây do là mình chỗ này nè, đằng nào mình cũng có chia phía này nè bạn, về đực và cái cũng như là các cái slide, cho nên mình cũng split các bạn ra trước nha. Thì muốn split tôi tạm thời tôi bật mặt này lên và tôi dùng công cụ là split. Những cái mặt tôi không phải chia là anh này nè, anh này nè, anh này nè, tất cả phải chia đôi hết các bạn. Đúng hết chưa? Rồi chia chính là bằng cái mặt man ở giữa này. Đó. Ok. Rồi sau đó mình tạo mặt phân khuôn ở giữa thì cái việc đơn giản các bạn hãy tự làm được ha. Mình tạo composite curve trước nè. Yếu tạo ở đây. Rồi các bạn, sau khi mình tập phân khu như vậy rồi thì các bạn cái việc chia của thôi ha, chia về hai phía thì cái việc thật sự nó cũng quen là cũng không gì khó khăn cả. Ví dụ anh này nè, anh này, anh này, anh này, anh này, anh này, tất nhiên là nó sẽ thuộc về anh đực và anh cái đúng không nè. Rồi anh này, anh này, anh này, anh này, thậm chí y không phải cái dưới mà là cái trên các bạn, anh này và anh này, nó sẽ thuộc về cái và slide này, anh này, 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 thuộc về slide và đực. Tương tự như vậy, này, anh này, thuộc về slide và cái này và đực. Đây còn sót du kích nè. Tiếp tục qua đây. Này, 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 này. Ok, các bạn mở ra ha. Đó. À, còn mấy chú kích bên trong nữa các bạn. Thì anh xem nha. Cái này thì để an toàn á, các bạn tắt bớt cái gì để nhìn nè. Các bạn tắt bớt anh này đi. Đây. Rồi các bạn hãy mở nó ra nha. Đó. Thì cái anh này nè, nó thuộc về đây và đây. Cái anh này á, thuộc về anh đây và anh đây. Và cái anh này,
Các bạn thấy ở đây là mình chưa hề có mặt phương con giữa này cho bên đây các bạn, nhưng thực sự không sao cả, các bạn vẫn có thể là kết bình thường. Đó là ưu điểm của Sigma trong. Bây giờ mình đi tạo cái cục các cái cục phôi mình cắt các bạn, thì thay vì là mình cứ phải mỗi lần mình tạo ở đây các bạn thấy là mình có cục và core cavity là 2 nè, thêm 4 cái slide nữa là 6, mà nếu thì mình cứ tạo phôi mỗi cái mình muốn cắt á, mình phải là extrude, mình làm nó mất thời gian. Thì đây có cách tôi làm thế này, tôi tạo một cục tên là stock trước nha. Đặt ở mặt USB bằng định luôn, đồng ý. Rồi tôi cũng sketcher, tôi vẽ cái cục nó to bằng đúng anh này luôn các bạn. Tôi cho dù như là nó đi về hai phía, nó cao 200 đi, đó, thế này. Rồi các bạn nhớ nè, mình phải nhớ nút C một cái để nó lưu luôn ra thuộc tính của cái anh stock này nha. Sau lưu xong mình xóa đi cũng được, mình có cái file rồi. Rồi tôi sẽ tạo một cục tên là cavity, đặt vô USB chính, đồng ý. Sau đó tôi dùng chức năng là import, parametric import, tôi lấy cái file stock này. Tôi đừng có mệt gì hết nha. Rồi tôi chọn USB nè, từ khi mình đặt vào á là mình lấy cái USB chuẩn này các bạn. Rồi đồng ý, các bạn có cục này, các bạn kết ACTY, các anh này bằng anh này, ok xong. Tiếp theo các bạn là tạo một cục tên là core, thì thực sự mà nói so với cái việc mà mặc định tượng như mình có các cái cục score cavity như bạn i10 á là không có các bạn, và tại vì i1 đã bỏ cái đó rồi thì tôi tại sao nó bỏ như vậy, nhưng mà mình không có cách làm nhanh như vậy, bắt buộc phải làm thủ công. Thì thủ công cách này tôi nói nhanh hơn một tí so với kỳ mình ngồi làm từng miếng một các bạn. Import nha, tôi lấy cái stock này, tôi đừng có mệt gì hết á, chỉ cần cho này vô thôi, cách acti cắt ảnh bằng cái anh ở dưới đây, cắt lên trên, đồng ý. Tiếp tục các bạn tạo một cái slider 01 ha, cũng như vậy các bạn cũng vô đây import, parametric import, lấy stop. Và các bạn biết rằng cái chức năng parametric import này, nếu các bạn xuyên á, các bạn tạo được những kích thước tiêu chuẩn là khi mình lúc mình tạo cái stock á, mình tạo những kích thước mà gọi là cái leading dimension á, thì khi vô đây các bạn có thể chỉnh sửa được luôn. Trên một cái hướng mở là gì, các bạn tạo sẵn tất cả những cái kích thước thường gặp của cục phôi này, cục insert này, để khi cần ở trên việc đưa vô chỉnh kích thước là mình cắt được. Các bạn cũng kết ACTY nha, cắt anh này dù như bằng cái cục phía trước này. Đấy, coi thử có đúng chưa nè. Đúng rồi, đồng ý luôn. Thì tới đây rồi, nếu các bạn làm biến không, các bạn không muốn mà cắt ACTY như vậy nữa thì các bạn dùng assembly mirror cũng được. Các bạn vô cái assembly mirror nha, các bạn chọn ông này qua cái mặt chính là mặt này, thì nó cũng qua bên kia. Và các bạn nhớ là nó lại có hai cái trò là gì, xanh màu vàng nè. Nếu các bạn để màu vàng như vậy, màu hồng như vậy á, tức là nó là một chi tiết độc lập luôn. Còn nếu các bạn để cái dạng màu như này á, tức là một chi tiết mà xài hai lần ha. Thôi chắc ăn tôi để gì độc lập với nhau đi, ok. Và thay vì để như mirror không thích, bằng nút phải cho các bạn chọn là rename thành tên, ví dụ như là slider 02 chẳng hạn, ok. Từ từ vậy các bạn hãy làm tiếp cho cái hai cái anh còn lại ha. Các bạn cũng là tạo một cái slider 03 nè, đồng ý nè. Rồi các bạn cũng là parametric import nè, import cái stop vào, lấy USB này, các bạn nhớ chọn là window mode sẽ để nó cứ khỏi mất công, đồng ý. Các bạn cũng kết ACTY anh này bằng cái anh này, để đồng ý. Rồi các bạn thấy nè, ở đây tôi sẽ cắt luôn cả bên đây, tại vì ở đây các bạn thấy nó chưa hề có cái mặt phân khu đúng không, tôi cắt cho các bạn xem nè. Cho nên tôi dựng ở đây là tôi tạo dùng cái slider 04 nha,
tôi cũng là file parametric import nè, stop, rồi lấy uset này, đồng ý kết active anh này bằng cái anh này. Rồi thì các bạn thấy riêng cái anh này nha, mình mở ra nè, không thấy mặc dù thì có, nhưng mà Spam nó vẫn cho mình cắt, nó vẫn cho mình tạo ra cục insert. Và trong tình huống không cắt được tạo như vậy, nó dùng chỉ cần là import để mình vào đây mình xử lý bằng tay lại, thủ công lại vẫn được nha các bạn. Đây là một ưu điểm rất là lớn của Suma trong khi làm khuôn, đặc biệt là khi những cái sản phẩm nó phức tạp mà cái mặt của nó không thể hoàn thiện 100% được thành solid. Đấy. Rồi ở đây thì mình có thể là mình ẩn cái này đi nha, ẩn hết này đi, chỉ để lại là những cái thành phần chính của mình thôi. Và cái này thì đó là tôi trình bày qua một cái tình huống, nó cũng mặc dù sản phẩm nhìn nó đơn giản nhưng lại thấy là bên trong nó chứa nhiều yếu tố mà. Thứ nhất là cái việc là mình nhận diện cái sản phẩm mình nó là đối xứng mấy chiều. Nếu đối xứng hai chiều thì bạn thấy rằng cái việc là mình xoay 180 độ hay là mình đối xứng là nó giống hệt nhau về mặt hình học, nhưng khi làm khuôn á thì nếu các bạn xoay 180 độ á thì lúc đó các bạn sẽ rất là khó tạo được một cái slide mở một hướng. Nên các bạn dùng chắc là mirror để các bạn thấy ghép được cái slide lại với nhau. Và thêm nữa là nếu các bạn gặp cái tình huống là mình có phải cắt quá nhiều lần á thì mình dùng được tính năng là parametric import để mình hạn chế cái việc là phải tạo photo công nhiều lần như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn.